Kính thưa quý khán thính giả, Mậu Lan đang có mặt bên cạnh anh Quang của vườn cây Emily. Ngày hôm nay thì vườn cây Emily khoác lên một cái bộ mặt mới rất là đẹp và rất là ngăn nắp thưa quý vị, và có rất là nhiều những cái loại cây mà anh Quang cũng như Mậu Lan muốn giới thiệu đến quý khán thính giả. Trước hết thì Mậu Lan thưa với anh là trời nắng chang chang, nóng như vậy mà hai anh em mình đứng đây, cái mùi ngọc lan nó thoang thoảng làm cho Mậu Lan thấy rất là dễ chịu thưa anh. Thưa đúng chị, dạ vâng. Thì tôi thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cái vườn này đó, cũng như giống như là để cho góp ý quý vị là ở nhà cũng vậy, quý vị nên thay đổi cái vườn backyard của quý vị, thỉnh thoảng thay đổi cho nó khác lạ một chút xíu thì cái vườn nó rất là đẹp nha. Và hồi nãy thì anh Quang có hướng dẫn Mậu Lan cái cách để mà tỉa cây ngọc lan, tại vì Mậu Lan thưa với quý vị là Mậu Lan có 3 cây ngọc lan mua từ cái lúc mà cái cây nó nhỏ như thế này nè, và bây giờ đó thì nó lớn, mà buổi tối đó đi ngang qua nó hương ngọc lan nó thoang thoảng làm cho Mậu Lan phải tìm ra một cái bài này để đứng bên cạnh anh Quang đọc cho anh Quang nghe. Trắng muốt nhỏ nhoi e ấp hoa ngọc lan tự nép mình trong vòng lá xanh nhưng vẫn không giấu nổi mùi hương thơm ngát lan tỏa, ngay cả trời nắng chang chang cũng là thơm ngát, như bài thơ Hương Ngọc Lan của tác giả Hồng Dương: nơi góc phố ngọc lan xòe bóng mát, hương ngạt ngào xào xạc cánh dân hoa, lá màu xanh bông màu trắng sắc ngà, anh đứng đợi em qua cùng đi học. Ký ức đó khảm màu trăng ánh ngọc, cây ngọc lan vẫn mọc ở ven đường, hương ngọc lan vẫn tỏa một mùi hương nơi đã hẹn miên trường tình trong mộng. Anh thấy không, cái hoa ngọc lan nó rất là lãng mạn. Cảm ơn chị, bài thơ rất là hay chị Mậu Lan. Với lại cảm ơn chị Mậu Lan đã giới thiệu vườn đến quý vị như trong cộng đồng Việt Nam mình, cũng như là tất cả những người khách thân chủ ở đây vẫn đến khen cái vườn, rồi cũng có những cái lời góp ý với vườn rất là hay. Thì thưa chị, nói đến cây ngọc lan á, thì như chị nói đó là cây ngọc lan đó nó cũng dễ trồng lắm, nhưng mà nhiều người hỏi tôi tại sao trồng về nó có hay chết, tại vì thưa chị là cây ngọc lan đó nó rất là thích nắng. Dạ, càng nắng thì bông nó ra càng nhiều. Dạ, nó giống như kiểu hoa giấy phong anh. Dạ đúng rồi, nó nhưng mà nếu mà quý vị sợ nó to đó thì quý vị nên tỉa nó đi. Thì khi mà quý vị tỉa một cái cành cây như vậy đó, thì khi mà quý vị tỉa cái cây đó mà quý vị cắt ở trên này đó, thì cái gì nó sẽ xảy ra? Nay mai đó cái chỗ này nó sẽ ra những cành nhỏ yếu, và cái bông nó rất là yếu, rất là cũng giống như là những cái loại cây ăn trái. Cành mới nó ra nó yếu, tại vì cái này cái ngọn nó, cho nên cái trái nó sẽ nhỏ, cái bông nó sẽ ít. Thì bây giờ quý vị cứ mạnh tay, quý vị thấy ở đây nó có một cái cành nữa thì quý vị cắt từ dưới này. Thì dưới này đó thì cái cành mới nó ra nó sẽ to hơn, nó mạnh hơn, và cái bông nó sẽ tốt hơn. Với lại phần thứ hai nữa là cái cây cũng vậy, khi mình trồng nó mình phải biết cách tưới. Nhiều người tưới mỗi một ngày mà cứ tưới ướt trên cái mặt chậu á, thì nó cái chất ẩm nó giữ nhiều quá, nó làm cái rễ nó thối, nó sẽ làm cho cái cây nó phát triển chậm hoặc là nó sẽ chết. Khi tưới ra tưới thật đẫm thưa chị. Tưới thật đẫm, và một tuần thì có thể tưới 2 lần. Một lần thôi chị, nếu mà nó nóng quá thì mà cái chậu nó nhỏ quá thì tưới 2 lần cũng được. Và khi mà bắt đầu cái rễ nó lớn thì mình có thể sang chậu. Đúng rồi thưa chị. Tại vì cái rễ nó nhiều quá thì có thể nó sẽ bịt cái lỗ ở dưới này, nước nó không có thoát được á, cho nên mình cần phải sang cho nó cái chậu lớn. Và Mậu Lan được biết là tại vì anh có rất là nhiều những cái cây đẹp trong cái mùa này, cho nên đó là anh có nhà ý như một lời cảm ơn đến quý khán thính giả. Anh muốn bớt những cái cây này là 20% phải không ạ? Thưa vâng chị, ở vườn đang có một rừng cây ngọc lan rất là nhiều, từ size từ 7 ga lông cho đến 20 ga lông, đang bớt 20%. Cây rất là đẹp thưa chị. Thưa với quý khán thính giả, Mậu Lan không biết quý vị sao, chứ còn buổi tối Mậu Lan ra vườn ngang ngát mùi ngọc lan, nó làm cho Mậu Lan cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời này rất là đáng sống thưa quý vị. Nếu mà quý vị cần đến một cây ngọc lan thật đẹp hay nhiều cây thật đẹp mà hoa lành trái ngọt, quý vị hãy đến với vườn cây Emily, tọa lạc ngay ở trên đường West MacArthur, đối diện với Home Depot gần đường Harbour, và số điện thoại là 714-557-3404, 714-557-3404. Thưa với quý khán thính giả, đến với vườn cây Emily, Mậu Lan thấy nhiều cái chuyện lạ, nhưng mà cái chuyện lạ ngày hôm nay Mậu Lan thấy mà dễ thương nhất đó là cái cây mà đu đủ này đó anh Quang. Nó lại có một cái cây mà nó lại quấn quýt với cái cây này, mà cái cây này những cái lá nó như là hoa hồng rất là đẹp thưa anh Quang. Cái cây này sao mà nó tìm cái cây đu đủ để mà nó leo hay sao anh? Dạ thưa chị, Mậu Lan không phải là nó tự động nó leo lên mà chính tôi cột nó vào. Tại vì mấy cô vô đây cô nào cũng muốn xin, cũng muốn lấy thôi. Thì ra tôi cột vào cái như là cho chắc ăn thưa chị. Mà cái dải màu hồng này tức là cái cây này đã được bán rồi đó phải không ạ? Cây đu đủ. Cây đu đủ này mỗi năm nó cho trái rất nhiều thưa chị. Rất là ngon nha. Mậu Lan rất là thích trồng đu đủ. Nhà của chị Khánh Ly cũng có những cái cây đu đủ rất là cao và trái rất là ngon thưa quý vị. Nếu mà quý vị cần đu đủ, cần mãng cầu hay cần bất cứ một cái loại cây ăn trái nào của miền Âu và nhiệt đới, quý vị đến với vườn cây Emily nha quý vị. Hiện nay đang còn bớt 20% cho tất cả mặt cây. 20% cho tất cả mọi cây trong vườn.
cho đến hết cuối tháng 8 thưa chị. Dạ. Dạ. Mong là quý khán giả sẽ đến. Và đặc biệt thì như tôi nghĩ mình cũng là trong ngành đi ốc hết phòng thưa chị. Dạ. Thì bây giờ tôi muốn nghĩa là khi mình bán một cái nhà, mình bán mua một cái nhà cho khách, nó là một điều rất là quý rồi. Thì tôi muốn giới thiệu đến cho tất cả những anh em trong ngành đi ốc, nếu mà muốn có một cái món quà tặng cho khách thì nên đến vườn. Yes. Mua một cái cây tặng cho khách, họ nhớ đến mình hoài thôi. Dạ. Dạ, thì chúng tôi sẽ cho quý vị một cái giá rất là đặc biệt. Dạ. Thưa chị, khi mà người ta ăn cái trái á, thì thay vì người ta nhớ cái người trồng cây là tôi, mà dạ, ngược lại người ta lại nhớ cái người tặng đó. Thành thử ra quý vị nên đến đây tặng một cái gift, một cái món quà, một cái cây người ta trồng, người ta ăn, người ta nhớ mãi đến mình. Yeah. Đúng như vậy đó thưa quý vị, Mộng Lan đã đến đây để mà mua được một cái cây saboche. Và cái cây saboche này lúc Mộng Lan mua để mà tặng cho bà dì đó, thì là cái cây saboche này nó đã có những cái trái rồi nhưng mà chưa có nhiều. Sau đó Mộng Lan bưng cái cây saboche đó chở bằng xe của Mộng Lan đem về tặng cho dì. Cho đến ngày hôm nay đó là 2 năm rồi cây saboche nó ra trái. Mà anh biết không, trái nó to như vậy nè, nó ngọt đến cái độ mà dì Mộng Lan nói là con ơi, tiểu đường mà ăn cái này chắc chết. Nhưng mà nó rất là ngọt thưa quý vị, mà mát nữa thưa anh. Mà nó mùi nó thơm. À, đặc biệt cái trái saboche, nếu mà chị muốn cho nó ăn được á, khi mình hái xuống á, mình phải bỏ trong cái rổ mình lắc. À. Mình lắc cho cái vỏ nó bong ra, chóc ra. À. Thì nó mới chín, nó mới ăn, mới ngọt. Chứ không có dập hả anh? Dạ không, chứ còn thí dụ mình, nhiều người họ để vô nhà cho nó lâu á, để cho nó chín dần á, ăn nó héo dần, ăn nó không ngon. Chị lắc. Chị bỏ một cái bao, chị lắc nó bong cái vỏ rồi nó sẽ chín, nó sẽ ngon. Dạ. Thành ra thưa với quý khán thính giả là mình vừa lắc xong đó, là cái cây saboche đó mình ăn vừa ngon mà cái tay mình lại còn thon gọn nữa thưa quý vị. Thưa với quý khán thính giả, anh Quang và Mộng Lan đang còn đứng giữa hai hàng cây mãng cầu. Theo lời của Đỗ Minh Dũng yêu cầu anh em mình thì đứng ngay ở giữa hai hàng cây này, gió mát trăng thanh mà lại nhìn thấy những cái hoa nhỏ nhỏ, hình như là những cái hoa mà Dũng vừa quay đó là nó sẽ ra trái phong anh. Thưa chị, Mộng Lan không phải là hai hàng cây mà là một rừng cây mãng cầu thưa chị. Dạ, đó. Đúng như vậy, một rừng cây mãng cầu. Thưa vâng. À, chị vừa hỏi cái hoa, cái cây này phòng ạ. Dạ đúng rồi anh. Okay. Cái hoa nhỏ này nè. Dạ, nó giống như trái ớt anh Quang. Dạ đúng rồi. Thì thưa chị, rất nhiều khách hỏi tôi cái cách làm sao mà cho nó đậu trái. Ừ. Thì thưa chị, tất cả mọi loại cây nó không cần mình phải chấm gì hết. Ừ. Khi nó lớn nó có ong, có bướm đầy đủ. Như ở bên Việt Nam mình rất nhiều thì nó tự động nó đậu trái. Nhưng mà những cái cây này nó quá nhỏ, nó không có đủ để mà nó có phấn qua lại đó, thì mình phải giúp nó. Thì cái cách để mà cho nó có trái đó, thì tôi nói từ khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ trưa. Thì mình nên lấy cái cọ, nếu mà quý vị nào mà thường thường cái này là đàn ông làm. Thì quý vị... Anh có cái cọ không? À, không mà xin lỗi chị. Rồi như vậy bây giờ quý vị cứ đàn ông, tôi đang nói đàn ông thì quý vị cứ ăn cắp một cái cọ của mấy cô vợ trang điểm đó. Trang điểm đó, khi mà cái bông nó đang mới nở như vậy, nó mở ra như vậy á, đừng nó mở to quá thì coi như là cái bông nó không còn ấy nữa. Thì quý vị lấy cái cọ, quý vị ngoáy vào phía trong này á, thì nó sẽ có cái phấn ở trong này, xong rồi quý vị cứ chấm qua từ cây này quay nọ thì nó sẽ đậu trái. Yeah. Là sẽ chấm qua những cái mà nó chưa nở đó phong anh. Dạ yeah, không, tất cả cái nào nó vừa nở vừa mở thì mình mới chấm được thưa chị. Dạ yeah. Yeah. Thì nó mở ra thì cái phấn nó sẽ thụ, nó đụng vào cái bông khác thì nó sẽ thụ trái. Yeah. Rồi đến khi mà cái cây nó lớn quá rồi mình phải bắt cái thang đó để mà mình chấm hay sao anh? Cây nó lớn quá rồi thì tự động nó sẽ thụ trái. Dạ yeah. Yeah, mình không cần đủ sức rồi. Khi mà mình nó nhỏ như vậy á, mình giúp nó để cái xác suất nó cái trái nó nhiều hơn thôi thưa chị. Yeah. Ngay cả một cái cây như vậy á, thì có thể nó cho được 4-5 trái rất là to thưa chị. Đúng là cái thú điền viên có phải không ạ? Khi mà cái trái nó bắt đầu nó thụ trái á, thì nó sẽ rụng cái mấy cái cành ở phía ngoài, cái cánh hoa phía ngoài, bây giờ nó cái trái nó bắt đầu nó ra. Dạ, được một vài tháng nữa thì trái nó bự dần. Đó, thưa vâng. Quá hay anh ha. Thưa quý vị, đây là cây Seri Cỏ Công. Như quý vị biết là hiện giờ nó đang ra bông và ra trái rất là nhiều. Dạ. Thì nếu mà quý vị có muốn có một cái cây có cái khung cảnh của thuần túy của Việt Nam đó, thì quý vị nên trồng cái cây này. Ừ. Anh ơi, đây là những cái trái xanh nó chưa có chín phong anh, khi mà nó chín thì nó màu. Nó sẽ màu hồng, màu đỏ chị. Dạ. Dạ. Tức là màu bầm tím đó phải không anh? Mà khi nó chưa ra trái thì nó ra cái bông hồng hồng rất là đẹp thưa chị. Dạ, đẹp quá. Ừ.
Dạ, thì thưa anh là cái cây này đó là đã bao nhiêu tuổi rồi, và nếu mà mình trồng cái cây 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 nhỏ đó thì là mình có cần phải làm giàn cho nó trước khi mà nó mọc cao? Cái cây này nó là một cái cây nó mọc thẳng lên chứ nó không cần giàn gì hết. Dạ, cái cây này nó cũng khoảng chừng 1.5 năm 2 năm rồi chị. Dạ. Và khi mà cái trái mà nó chín thì ăn nó hơi chua chua ngọt ngọt, nó giống như chùm ruột. Đúng rồi, nó không có ngọt bằng cây cherry của Mỹ, nhưng mà nó ăn nó có mùi vị của hương vị của Việt Nam mình. Dạ. Ngon. Mong là giờ anh Quang đi làm một đĩa muối ớt cho Dũng với Mộng Lan thử cái cây cherry Gò Công này trái còn xanh ăn coi nó như thế nào. Thưa quý vị, chỉ có tại vườn cây Emily tọa lạc ngay trên đường West MacArthur đối diện với Home Depot gần đường Harbour, và số điện thoại là 714-557-3404, 557-3404. Thưa quý khán giả, trước mặt của quý vị dưới ống kính của Đỗ Minh Dũng đó là đây là những cái trái mà Mộng Lan vừa mới mua để cúng xong, nó gọi là trái lý. Thưa anh, là có nhiều người thì thích ăn trái lý hơn trái mận, nhưng mà riêng với anh Quang thì anh Quang là thích mận hơn lý phải không ạ? Dạ đúng rồi chị, trái lý thì cái mùi nó mạnh hơn là trái mận. Dạ, nó hăng hình chút xíu. Dạ, có nhiều người thì thích cái mùi này, họ nói là nó thơm, nhưng mà chính tôi thì tôi không có thích lắm. Dạ. Dạ. Còn riêng với lại Đỗ Minh Dũng đứng đằng sau cái ống kính này thì em nói là cái trái lý này nó xốp phải không? Dạ, trái xốp 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 mà nó có cái mùi hơi hăng hăng chút. Đúng rồi, có người thích người không thích. Dạ. Dũng thì thích trái mận giống như anh Quang. Thích hai trái luôn. Dũng là không có từ chối, mận và lý cái nào cũng ngon hết. Quý vị có thể đến đây để mà xem cái cây Mộng Lan, thì lại rất là thích trái lý, tại vì nó giống như trái lựu á anh, nó có những cái râu 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 nó như trái lựu, và Mộng Lan nghe nói là nó thơm. Đúng, khi mà nó nở bông nó rất là đẹp thưa chị. Dạ. Thành ra không ăn được mà ngắm bông cũng sướng lắm đó anh Quang à. Thưa quý khán giả, anh Quang và Mộng Lan đang còn đứng ở trong một cái rừng mận, và mùa này có lẽ vì nắng nhiều cho nên mận ra rất là đẹp, những cái trái mận gọi là hắc trân châu, nó như là những cái chuông mà treo ngược đó thưa quý khán giả. Thì anh Quang có thể cho quý khán giả biết đó là những cái cây mận mà hắc trân châu này đó, nó ra trái có dễ không anh, và trồng có dễ không? Thưa chị, mùa này là mùa mận nó ra trái, ra bông ra trái. Ừ. Cái loại này nó đặc ruột. Dạ, nó đặc ruột mà nó ăn nó giòn lắm. Chị có hái thử trái chị ăn đi. Dạ không, Mộng Lan không bao giờ hái như vậy, là tại vì hái như vậy tội nghiệp lắm. Khi nào nó rụng thì Mộng Lan mới hái. Nhưng Mộng Lan biết cái mận hắc trân châu này, cái lý do đó là tại vì nó gọi là black pearl, là tại vì cái màu đó nó sẫm. Và cái này khỏi cần chấm muối ớt luôn anh ha. Cái này mình ăn ngon lắm. Mà nó giòn lắm thưa chị. Dạ, đúng như vậy. Xin quý khán thính giả đừng có nghe lời anh Quang. Quý vị đến đây quý vị đừng có hái, tại vì hái tội nghiệp lắm. Cứ mỗi người hái một trái, rút cuộc ra vườn không còn cái trái nào để mà bán cho khách đâu không anh. Dạ, không sao chị, quý vị cứ tự nhiên hái, nhưng mà quý vị hái trái nào phải mua cây đó. Đó. Thưa vâng. Ồ, như vậy thì Mộng Lan có quyền hái trái này, thì Mộng Lan mua cây này. Và hiện nay thì cũng đang bớt 20% cho quý khán giả. Tất cả mọi loại cây 20% thưa chị. Tất cả mọi loại cây ở tại vườn cây Emily. Đến cuối tháng 8 này. Dạ, cho đến cuối tháng 8 này bớt 20% cho tất cả mọi loại cây. Quý vị có thể đến để mua ở ngay ở trên đường West MacArthur đối diện với Home Depot và gần đường Harbour, số điện thoại là 714-557-3404.